Mọi người đã bao giờ nghe mấy câu kiểu hít không khí thôi cũng mập chưa? Trời ơi, bộ không khí nhà mấy bà có calo hay gì? Rồi chưa hết đâu nha. Còn cả cái câu tôi mập là do cơ địa nữa. Nào các bà đúng nhận sai cãi đi. Tôi xin khẳng định với bà nào hay nói câu này là mập không có do cơ địa mà là do cơ miệng nha. Có mấy bà là sáng với cả trưa nhịn ăn không dám ăn gì luôn. Thế là tối đến lại đói quá úp liền tô mì cho nó nóng. Gọi thêm cả một ly trà sữa full topping vị hồng trà kem cheese mới ra. Thì công nhận là có hai món thôi ít thật. Nhưng mà thế là calo nó ít dữ chưa hả các bà ơi? À mà quan trọng nha, là calo đến từ đồ ăn vặt và trà sữa các kiểu đó. Hầu như là calo rỗng thôi và nó không có nhiều chất dinh dưỡng đâu. Đó cho nên là đừng có nhịn ăn nha các bà. Rất là hại cho sức khỏe và thường tôi thấy á là nhịn ăn sẽ ăn bù và ăn nhiều hơn. Ăn quá trời ăn dư calo luôn, thế là có giảm được cân đâu. Xong chúng ta stress thì rất là dễ bỏ cuộc ấy. Nên là cứ ăn đủ 3 bữa và tập kiểm soát calo nha. Nói chung là còn nhiều lắm, mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người ở những clip sau. Kiểu bây giờ là sắp hết video rồi, mình phải giới thiệu cái sốt trộn mì này cái đã. Cái sốt bơ đậu phộng trộn mì này siêu hot năm ngoái luôn. Bạn nào mà hay xem video ăn uống healthy thì sẽ biết đúng không? Năm ngoái mình cũng có làm rồi đấy. Ngon lắm mọi người ơi, mà hôm nay mình còn dùng bơ đậu phộng của Chiang Food nữa nha. Mình mua bơ hạt bên này là phải 7-8 hũ rồi. Không chỉ có bơ đậu phộng thôi đâu mà còn có bơ hạt điều này, bơ hạnh nhân, bơ mè đen. Vị nó thơm béo mà cái chất của nó mịn lắm nhá. Quan trọng nhất là không cho thêm dầu vào bơ hạt là 9,5 điểm rồi. Ăn với bánh mì, làm bánh hay là làm sốt salad đều ngon. Thử cái công thức này đi mọi người ơi, đảm bảo không ngon không lấy tiền.